Ok, xin chào tất cả các bạn, mình là Thủy Phan TV và hôm nay thì mình sẽ tiến hành mở hộp một cái hộp mà nó khá là to nên hôm nay thì mình sẽ mở hộp ở đây nha các bạn. Cái bàn của mình thì nó quá là nhỏ, để lên cái là nó kín hết rồi. Nên thì mình sẽ kê một cái bàn nhỏ nhỏ ở đây, mình sẽ mở hộp cho các bạn xem ha. Một cái chiếc ô tô gọi là khổng lồ luôn các bạn. Nó có giá là 2 triệu mốt nha các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn mở hộp ra nhé. Đây các bạn, đây là cái sản phẩm là một chiếc xe LC các bạn. Bây giờ thì mình sẽ bóc cái lớp bi lông cho bạn xem này. Con này là 1.10 nha các bạn. Ok các bạn, và đây là cái chiếc hộp của nó đây. Nhìn nó khá là to luôn. Đây có chữ là 1.10 LC các bạn. 1.10 LC này. Size của nó, đây là cái hình body của nó các bạn. Đằng sau nó có hai lẫm sóc này. Đây cho bạn nhìn qua cái hộp của nó luôn. Đấy, đằng sau là một cái số thông số. Đằng sau là thông số các bạn, nó là cái hướng dẫn sử dụng này, nó có sạc này, sạc ở có pin lipo 7.4V này. 1600 mAh này các bạn. Đó, có hai cầu này các bạn. Nó điệp qua một số thông tin trên chiếc xe này, và chiếc xe này nó có tốc độ là 46 km/h nha các bạn, trên 46 km/h, và tức là nó chạy khá là nhanh. Con xe này nó có giá là, hôm mình mua là nó có giá là 2 triệu mốt các bạn, nó tầm 92 đô. Nhưng mà bây giờ mình vừa 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 xem lại các bạn, nó giá nó còn xuống còn 82 đô thôi các bạn, tức là nó xuống còn 1 triệu 8 các bạn. Đó. Đây, hôm mình mua nó là 92 đô các bạn, nhưng mà bây giờ nó xuống còn 82 đô thôi các bạn. Nếu các bạn tải một cái app của nó về á thì nó sẽ cho các bạn một cái mã giảm giá như là 10% hay sao các bạn, nó còn được giảm nữa cơ. Đó. Bây giờ thì mình sẽ mở ra nha các bạn. Ồ, một quyển sách hướng dẫn sử dụng luôn các bạn. Đó. Một quyển sách hướng dẫn sử dụng. Và mình ít khi đọc lắm. Bây giờ thì mình sẽ mở ra các bạn xem này. Đó. Đây có lẽ là một cái tay cầm các bạn, bộ tay cầm của nó mình sẽ để ở đây, tí mình sẽ mở ra sau nhé. Nó to kinh khủng khiếp các bạn ơi. Đây đây các bạn. Ok các bạn, và cảm giác của mình hiện tại đang hết sức là phê các bạn ạ. Đó, nhìn hết sức là đẹp, hết sức là thích thú này các bạn. Bánh nó cực kỳ là to luôn này. Đó, vừa thì chưa mở ra thì đang sót tiền, sót 2 triệu mốt của mình. Và bây giờ mở ra rồi thì thấy nó rất là đã các bạn. Thỏa mãn cái niềm đam mê đấy các bạn. Bây giờ thì mình sẽ bóc ra nha các bạn. Ây, wow, rất là to luôn các bạn. 1.10 LC nha các bạn, hai cầu luôn. Đó, các bạn thấy nó chuyển động hai bánh. Không biết là cái vi sai của nó bằng nhựa hay bằng sắt nữa, nhưng bằng sắt nữa thì quá là ngon luôn rồi. Xe thì nó cũng khá là nặng. Wow, giảm xóc nó cực kỳ là ngon luôn các bạn. Giảm xóc ở đây là trong nó bằng kim loại luôn các bạn. Đây, đây, cái này nó bằng kim loại luôn. Mình lấy một con lần trước mà mình mua cho bạn xem này. Đây, đây là một con 1.10 LC. À đâu, con này 1.12 các bạn. Đó, các bạn có thể nhìn thấy kích thước của nó khác nhau, giữa 1.10 và 1.12. Đây, cái giảm xóc của nó thì bằng nhựa luôn các bạn. Giảm xóc của nó bằng nhựa luôn này. Cái giảm xóc của xịn là khi các bạn ném xuống ấy thì nó sẽ nhún. Nó nhún nhún như này các bạn. Còn giảm xóc đều là các bạn ném xuống là nó bật lên nha, tức là giảm xóc không tốt. Nó bánh rất là to các bạn. Khổng lồ luôn. Ok, bây giờ thì mình sẽ để gọn sang, mình sẽ mở đến cái hộp thứ hai đây. Cái hộp này là cái hộp điều khiển các bạn.
mới đét đẹp luôn các bạn ơi. Đây trong này sẽ có những gì? Đó, đây là một cái mở bánh xe các bạn. Cái này là bằng sắt luôn các bạn. Đó, bằng sắt luôn. Con lần trước mình mua con xe này các bạn. Đây. Con này là 1.12, lần trước là nó là bằng nhựa. Đó, tiếp theo là một cái cục pin 2S các bạn, sạc pin 2S. Cục này sạc pin 2S các bạn, sạc 7.4V này, 2S. Một cái adapter này các bạn, adapter này là cái để cắm vào cục sạc. Tiếp theo là tay cầm của nó các bạn. Đó, hết rồi. Tay cầm của nó đây các bạn. Nó sử dụng 3 pin AA 1.5V này. Tay cầm thì khá là nhẹ. Tí thì mình sẽ lắp pin vào này. Ơi, không thấy có pin ta. À, có pin đấy, có pin trong xe ta. Thì mình sẽ mở ra. Thiếu của pin của mình nó hơi mệt đấy, bởi vì mình không có pin. Đây, ở trên này, ở trong này nó cho mình rất là nhiều mắt cá này. Cái này hay mất không ạ? Đây, mình sẽ mở cho bạn xem này. Đấy. Đây các bạn, đây là cái khung xe của nó. Pin ở trong này rồi. Đó. Một cục pin lipo 1600 mAh. Cục pin này khá là nhỏ. Mà mình chơi lâu hơn thì chắc phải đổ lại cục pin khác ạ các bạn. Đó, cục pin này chắc chơi được tầm khoảng 10 phút đến 20 phút thôi. 10 đến 15 phút thôi các bạn. Pin này khá là nhỏ. Mà không biết là con này nó có ăn dòng nhé, ghê gớm lắm hay không các bạn. Đó. Đây nó còn có một cái tem nữa các bạn. Đó, một cái thông báo các bạn. Lưu ý khi cắm vào các bạn. Nhìn cái giảm tốc này đúng là chất luôn các bạn. Nó bằng kim loại. Ok các bạn, bây giờ thì mình sẽ lắp pin vào. Cái này nó chỉ có 3 pin pin thôi. Chứ nó thông số của cái này thì mình không thấy ghi là điều khiển được cách xa bao nhiêu km nữa. À bao nhiêu mét nữa các bạn. Nhưng mà mình nghĩ là nó chỉ tầm 100 mét thôi. Ok các bạn, bây giờ thì mình sẽ bật lên và kết nối thử cho các bạn xem ha. Bật nút này. Đó. À công tắc. À, nó không có tít 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 như mấy cái của NFC các bạn. Đó, cục pin này các bạn mua về sạc luôn vào nhá. Cục pin này mình nghĩ là nó chưa có được đầy đâu. Nó chỉ còn 50% thôi, bởi vì là mới mua mà. Phải sạc đầy mới dùng nhá, nên mình test thử cho các bạn thôi. Chuyển động bốn máy luôn các bạn. Ở đây là cái bộ phận điều khiển này các bạn, nó có một cái miếng nhô lên này, đó. Giúp tản nhiệt tốt hơn. Ok các bạn, đây là tay cầm nó, trên tay cầm nó có 1 2 3 4 5 nút này, 5 nút. Nút đầu tiên là nút nguồn này, nút thứ hai là nút điều chỉnh tốc độ các bạn. Ví dụ mình muốn phi tăng tốc nhanh thì mình chuyển sang chế độ H này các bạn. Đó, mình muốn điều khiển vừa vừa thì mình sẽ sử dụng mức L này. Còn bên này là đảo chiều các bạn. Đảo chiều, còn bên này là cái chỉnh servo trái phải này. Bên này là chỉnh lực kéo này các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi sạc pin và mình sẽ mang về kia test thử cho các bạn xem ha. Đây cho các bạn nhìn qua lại một lần nữa. Cầu sau là 2 giảm sóc này, cầu trước là 1 giảm sóc. Đây, khung sườn chính được làm bằng kim loại. Đó. Video này video mở hộp và test thôi. Còn nếu mà các bạn nào muốn mình bung nó ra thì hãy comment. Nếu mà có cơ hội thì video sau thì mình sẽ bung ra. Bung tất tần tật ra các bạn.